xuân. Mặt trời cuối cùng đã bắt đầu sưởi ấm vùng đất. Đây là thời gian đẹp nhất trong năm ở xứ Wales. Cả nước bước vào thời kỳ phát triển mới và sự sống mới. Đối với động vật hoang dã, đây là sự khởi đầu của thời gian tốt đẹp. Nhưng trong những tuần tới, những con vật đang phát triển sẽ tiếp tục đòi hỏi nhiều hơn. Và động vật ăn thịt sẽ tăng cường săn mồi. Đối với nhiều động vật, đây là thời gian quan trọng nhất trong năm. Xứ Wales, một miền đất của núi non và bờ biển gồ ghề, nơi đồng cỏ tươi tốt tiếp giáp với những khu rừng cổ xưa và nơi bạn không bao giờ ở quá xa động vật hoang dã, nhà của 50.000 loài sinh vật, sự ngoạn mục và những điều đáng ngạc nhiên. Mỗi mùa mang đến những thách thức riêng. Tìm bạn đời, nuôi gia đình, hoặc đơn giản là sống sót. Bộ phim được quay trong hơn một năm khắc nghiệt, qua những cơn bão, hạn hán và những điều kỳ diệu. Chào mừng các bạn đến với Thiên nhiên hoang dã xứ Wales. Ngay sát mũi phía tây của Pembrokeshire là những thiên đường của các loài chim biển. Ở đây, trên Scone, mùa xuân đã thổi bùng lên hương sắc của các loài hoa. Và sâu trong những hang hốc trên đảo, cuộc sống mới đang bắt đầu. Những con hải âu cổ rụt tự hào vừa trở thành cha mẹ, được che chở dưới lòng đất. Quả trứng quý giá duy nhất của chúng cuối cùng cũng đã nở. Chim mẹ và bố sẽ cần phải làm việc chăm chỉ để kiếm đủ thức ăn cho chim con đang lớn. Đáng kinh ngạc là chim con cần ăn lượng cá bằng với trọng lượng của nó mỗi ngày. Đến lúc chim bố mẹ đi kiếm ăn. Vào thời điểm này trong năm, vùng biển xung quanh Scone đang tràn ngập những con cá nhỏ. Hầu hết trong số này bao gồm những con mồi ưa thích của chim hải âu ở sâu bên dưới mặt nước. Hải âu cổ rụt là thợ lặn giỏi, có thể nín thở trong gần 2 phút và xuống tới độ sâu gần 50 mét. Trong khi tìm kiếm thức ăn, chúng dành hơn 1/3 thời gian ở dưới nước. Chim bố đã gặp may với một cái mỏ đầy lươn, đã đến lúc nó trở về với đứa con đang đói của mình. Cao trên vách đá,
một con chim khác đang săn bắt cá. Một con mỏng biển. So với một con hải âu cổ rụt, nó là một ngư dân kém cỏi. Vì vậy con chim này đã dùng đến cách ăn trộm. Khi hải âu cổ rụt trở về tổ, chúng phải chạy thục mạng. Mỏng biển thậm chí sẽ cướp mồi của hải âu ngay ở trước tổ của chúng. Cái tổ của chim hải âu đang bị theo dõi. Hải âu luôn cảnh giác khi trở về, mang theo những con lươn cát. Chim bố phát hiện mối nguy hiểm và quay lại. Hàng xóm của nó không biết về mối đe dọa và sắp gặp rắc rối lớn. Một con mỏng biển có kích thước lớn gấp đôi một con chim hải âu cổ rụt. Và bất kỳ con hải âu nào cũng đều nhận được một bài học tàn khốc nếu cứ cố giữ lấy con cá của nó. Những cuộc tấn công có thể gây tử vong. Chim bố đã chờ đợi cơ hội của mình. Nó có một đường chạy thông thoáng về hang của mình. Con hải âu này phải chạy thục mạng ít nhất 6 lần mỗi ngày trong 7 tuần tiếp theo. Cho đến khi chim con của chúng đủ lông cánh. Nhưng miễn là có cá ở những vùng nước này, chúng sẽ có cơ hội thành công. Trên đất liền, nhịp sống thật sôi động. Dưới nước, mọi thứ trầm lắng hơn nhiều. Một con hải cẩu xám cái. Nó đang mang thai. Nhưng phải đến mùa thu mới sinh nở. Lúc này, hải cẩu con đang phát triển được khoảng 3 tháng tuổi. Nó có chiều dài khoảng 30 cm. Thức ăn rất phong phú. Hải cẩu có thể sống thoải mái.
loài cầu xám thậm chí sẽ chợp mắt dưới nước đến 13 phút. Nhưng khi thời tiết đẹp, chúng tìm kiếm hơi ấm của mặt trời. Và đây là nơi thích hợp để tắm nắng, trên bờ biển Pembrokeshire. Khoảng 5.000 con hải cẩu xám sống ở đây, nơi tập trung nhiều hải cẩu nhất ở miền Nam nước Anh. Vào giữa tháng 5, khi vùng biển xung quanh xứ Wales bắt đầu ấm lên, những đàn sứa xuất hiện. Đây là những con sứa thùng. Chúng có thể phát triển nặng tới hơn 35 kg. Chúng đến từ biển khơi để thưởng thức những sinh vật phù du tuyệt vời hiện đang xuất hiện khắp vùng ven biển. Chúng bắt được con mồi nhỏ bé nhờ vào hàng nghìn tế bào châm chích ở xúc tu. May mắn thay, chúng vô hại với con người. Những sinh vật phù du nở hoa cũng có lợi cho cá. Đến lượt mình, chúng thu hút những kẻ săn mồi lớn hơn. Cá heo. Loài vật này sống ở vùng biển Celtic, nằm giữa biển Ireland ở phía Bắc và vịnh Biscay ở phía Nam. Nhưng vào mùa xuân, chúng đến gần bờ để săn mồi. Xứ Wales được bao quanh bởi biển ở ba phía. Vì vậy, tất cả sự sống ở đây chịu ảnh hưởng của đại dương. Một lượng lớn không khí chứa đầy hơi ẩm thổi vào từ Đại Tây Dương. Hơi ẩm này vượt qua 2.700 km bờ biển dưới dạng mây và sương mù. Gió Tây đẩy không khí vào đất liền về phía những ngọn núi, nơi nó nổi lên và nguội đi, và rồi rơi xuống. Các trận mưa có thể dữ dội. Ở hầu hết các khu vực miền núi, lượng mưa có thể lên tới gần 3 mét mỗi năm, lớn hơn so với ở nhiều khu rừng mưa nhiệt đới. Chỉ những loài vật cứng cỏi nhất như những con dê núi xứ Wales này mới có thể sống sót ở đây. Và trong một vài góc ẩm ướt và xa xôi nhất của xứ Wales, bạn vẫn có thể tìm thấy những nơi huyền diệu. Rừng nhiệt đới Celtic. Khu vực này nằm trên sườn phía tây của núi Snowdonia. Ngay cả trong tháng 5, thời gian khô nhất trong năm ở xứ Wales, nơi này vẫn ẩm ướt. Phần của khu rừng này vẫn còn nguyên vẹn trong 10.000 năm. Nơi đây che chở cho một loạt các loài thực vật kỳ lạ. 67 loài rêu và địa y quý hiếm sống ở đây. Một số loài đã sống sót từ kỳ băng hà cuối cùng và không thấy có ở nơi nào khác. Tất cả những cơn mưa rơi trên núi cuối cùng cũng tìm được đường xuống dốc. Trên hành trình của mình, nó chạm khắc một số cảnh quan đẹp nhất ở nước Anh.
những dòng suối nuôi dưỡng một số con sông lớn nhất ở Anh. 3 tháng tới sẽ là thời gian khô hạn nhất và những tuyến đường thủy này sẽ trở thành cứu cánh. Trong số 48 con sông lớn được sinh ra ở xứ Wales, sông Wye là một trong những con sông đẹp nhất. Dòng nước trong vắt của nó chạy dài 215 km. Từ cội nguồn cao trên vùng núi Cambrian đến cửa sông Severn. Nhiều nhánh nhỏ chạy xuống bờ dốc của sông Wye. Ở những vùng nước lạnh, chảy xiết này có một loài động vật rất đặc biệt sinh sống. Và làm đằng sau thác nước này. Một con chim bói cá. Xứ Wales là thành trì của những con chim phi thường này. Loài vật được tìm thấy trên hầu hết các con sông của đất nước. Đây là chim bói cá bố mẹ. Con của chúng đã nở 3 tuần trước. Chúng làm việc chăm chỉ để nuôi chim con háo đói. Và chúng kiếm ăn bằng cách lặn xuống nước. Chúng là loài chim biết hót duy nhất có thể lặn và bơi dưới nước. Chúng có tầm nhìn dưới nước tuyệt vời và dễ dàng xác định vị trí của côn trùng và những con cá nhỏ. Lúc đỉnh điểm, những con chim bố mẹ này lặn tới hơn 10 lần để tìm thức ăn cho chim con trong mỗi giờ. Đó là một ngày trọng đại cho gia đình này. Con chim con lần đầu tiên thăm dò thế giới nguy hiểm bên ngoài. Và có chuyến bay đầu tiên. Anh chị em của nó thận trọng hơn một chút. Chim mẹ không biết là chúng đã rời tổ. Chim con mới lớn không biết cách tìm thức ăn mà vẫn dựa vào bố mẹ. Chỉ trong vài tuần, chúng sẽ phải học cách tự tìm kiếm thức ăn. Vì vậy, chúng sẽ phải làm quen với nước lạnh.
Cho đến giờ, ít nhất chúng vẫn còn mẹ và bố. Bên ngoài Lanelli là một khung cảnh của những hồ nước, địa điểm của một mỏ đá cũ. Từng là nơi diễn ra hoạt động khai thác đá, giờ đây nó là thiên đường cho động vật hoang dã, đặc biệt là đối với chuồn chuồn. Trong văn hóa dân gian xứ Wales, những sinh vật này tượng trưng cho sự biến đổi tâm linh, sự đổi mới và tự do. Có lẽ nhờ vào vòng đời phi thường của chúng. Sau khi trải qua gần 2 năm làm ấu trùng, nó nổi lên từ ngôi nhà dưới nước, leo lên thân cây gần nhất. Giai đoạn cuối cùng của sự biến đổi là lột da. Sau đó, nó bay lên không trung. Bây giờ nó sẽ tồn tại chỉ trong 2 tháng ngắn ngủi của mùa hè. Và trong thời gian quá ngắn này, nó phải sinh sản. Nhưng trước tiên, nó cần có được sức mạnh, bắt tới 200 con côn trùng mỗi ngày. Chuồn chuồn được hỗ trợ trong cuộc săn lùng nhờ đôi mắt phi thường của chúng. Một hệ thống phức tạp gồm hàng trăm thấu kính cho phép chúng nhìn thấy trong tầm nhìn 360 độ. Cuối cùng, đã đến lúc giao phối. Con đực giữ lấy phía sau cổ của con cái, dùng những cái móc trên bụng nó. Nếu con cái chấp thuận, nó uốn cong cơ thể lại gần và chúng kết đôi thành công. Một số loài giao phối chỉ trong một vài khoảnh khắc, trong khi những loài khác vẫn gắn với nhau đến 6 giờ liền. Con cái tiếp tục đẻ hàng trăm quả trứng trên lá cây hoặc thả dưới nước. Vòng đời tương tự này đã được lặp lại trong hàng trăm triệu năm. Cách đó không xa, trên rìa của Brecon là nơi sinh sống của một loài vật không được nhìn thấy trong môi trường hoang dã xứ Wales trong hơn 500 năm. Nó đang bận chặt cây. Và chất các cành cây lên. Một con hải ly châu Âu. Con vật này được nuôi nhốt và là một phần của chương trình mà cuối cùng có thể đưa chúng trở lại vùng nông thôn xứ Wales. Trong hàng ngàn năm, những con vật gặm nhấm này là các kỹ sư tự nhiên của xứ Wales. Bằng cách xây dựng các con đập, chúng tạo ra những hồ nước giàu dinh dưỡng vốn phổ biến trong cảnh quan cổ xưa của xứ Wales. Cả con
con hải ly này và bạn đời của nó sẽ không bao giờ được thả ra khỏi nơi này. Nhưng con non của chúng thì có thể. Và nhờ có chúng, Suwens có thể trở nên hoang dã hơn một chút. Cách xa các hồ bơi của hải ly, dòng sông Wye cuối cùng cũng chảy ra biển. Ở đây trên bờ biển, cuộc sống bị chi phối bởi chu kỳ của mặt trời và mặt trăng. Hai lần một ngày, thủy triều lên và xuống. Miền Nam xứ Wales có một trong những phạm vi thủy triều cao nhất thế giới, gần 15 mét ở đỉnh điểm. Bãi biển Rosyli, buổi sáng đặc biệt vào cuối tháng 5 này là một trong những đợt thủy triều thấp nhất trong tháng. Biển rút lui để lại hàng nghìn tảng đá. Mỗi hồ bơi trở thành một thế giới nhỏ bé bị cô lập. Nhiều loài sinh vật biển. Tất cả các loài cá săn mồi to lớn hơn đã bơi ra ngoài theo thủy triều. Giờ là lúc chui ra khỏi vỏ. Một con cua ẩn sĩ. Cơ thể của nó mềm, vì vậy nó sử dụng vỏ ốc cũ để bảo vệ. Cái vỏ có vẻ nặng. Trong thực tế, nó gây một chút trở ngại. Con cua này, mặt khác, lại có mô hình nhẹ mới nhất. Vỏ ốc rất cần thiết cho sự sinh tồn của loài cua này. Và đáng để chiến đấu giành giật. Thông thường cua ẩn sĩ sẽ chiến đấu để giành được cái vỏ lớn hơn khi chúng phát triển to hơn cái vỏ hiện tại. Chúng đọ kích thước với nhau. Con cua của chúng ta thích cái vỏ nhẹ hơn nhưng nhỏ hơn. Chủ nhân của nó không muốn từ bỏ. Thành công rồi. Nhưng nó không nhúc nhích. Vài tiếng gõ cửa có thể hữu ích. Nếu tất cả những cách khác đều thất bại, nó sẽ dùng gọng kìm truyền thống. Một sự phù hợp hoàn hảo, nhưng đối thủ của nó bị bỏ mặc trơ trụi. Điều này thật khó xử. Nó có vẻ miễn cưỡng di chuyển đến cái vỏ lớn. Nhưng nó dễ bị tổn thương và có ít sự lựa chọn. Tất cả những gì nó có thể làm là quan sát khi cái vỏ quý giá của mình bị lấy đi. Với con cua ẩn sĩ này, thất bại thực sự là một gánh nặng lớn. Đang là cuối tháng 5. Xa về phía bắc của Rosyli, dọc theo bờ biển của vịnh Cadigan là một nơi rất đặc biệt.
cửa sông Tiffy. Bức tranh khảm đầm lầy muối, bãi bùn và đồng cỏ ngập nước là một trong những môi trường sống phong phú nhất ở xứ Wales. Và là một nơi tuyệt vời để nuôi gia đình. Một con chim tê tê. Những con chim non mới nở vài ngày trước. Chim mẹ và bố đã đưa chúng đến những chỗ kiếm ăn tốt nhất, nơi mặt đất mềm và ẩm ướt. Có rất nhiều côn trùng và động vật không xương sống khác. Ở tuổi này, chim con có thể bay và rất dễ bị tổn thương. Một con quạ. Một tên trộm trứng và săn bắt chim con. Một vụ giết chóc. Nghe tiếng kêu cảnh báo từ chim mẹ, đàn con liền lẩn trốn. Nhưng quạ có con mắt tinh tường, là loài thông minh và bền bỉ. Nếu chim bố mẹ không làm điều gì đó, con của chúng sẽ bị giết hại. Những con chim tê tê trưởng thành có kích thước chỉ bằng một nửa con quạ, nhưng cặp đôi này lại không hề do dự. Khả năng cơ động mang lại cho chúng lợi thế trong không trung. Chúng không ngừng nghỉ. Trong khi chim bố mẹ bị phân tâm, một con quạ bí mật tấn công xuống mặt đất. Nó di chuyển vào khu vực kiếm ăn của chim non. Những con chim non đang gặp nguy hiểm thực sự. Chim bố mẹ đã phát hiện ra mối đe dọa. Bằng cách bổ nhào vào con quạ, chúng đẩy nó ra xa đàn con. Nó đã lĩnh đủ. Đáng lo ngại là không thấy những con chim non đâu. Gia đình nhỏ này lại được an toàn thêm một ngày nữa.
Phần lớn xứ Wales là nơi dân cư thừa thớt và thật dễ dàng để thấy động vật hoang dã phát triển mạnh ở đây như thế nào. Nhưng một số vùng lại rất đông đúc. Ở đây, trong các thung lũng của miền Nam xứ Wales, trung bình có đến 500 người sinh sống trên 1 km vuông. Nhưng giờ là đầu tháng 6, thời tiết đang trở nên nóng bức và hoa lan đang nở rộ. Loài hoa này có nhiều mật hoa, thu hút một vị khách đặc biệt. Một con bướm đầm lầy, một trong những loài bướm hiếm nhất của xứ Wales. Con bướm trưởng thành này sẽ chỉ sống trong 2 tuần. Đang là buổi sáng và con bướm đực này đang uống mật hoa, sưởi ấm cơ thể dưới ánh mặt trời. Nó đang chuẩn bị cho nhiệm vụ quan trọng nhất trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, tìm một bạn đời. Nó gặp may mắn. Con bướm cái sẽ chỉ giao phối một lần trong đời. Cuộc giao phối có thể kéo dài hàng giờ. Cuối cùng, khi chúng kết thúc, con đực niêm phong cơ quan sinh dục của con cái bằng một dịch tiết đặc biệt khiến nó không thể giao phối trở lại. Con bướm cái bây giờ bắt tay vào nhiệm vụ quan trọng của riêng mình, tìm một nơi đẻ trứng. Tìm được vị trí thích hợp là điều mấu chốt đảm bảo sự sống sót cho các con của nó. Nhiều loài cây chứa chất độc gây hại cho sâu bướm. Ở đây, dưới một chiếc lá, nó tìm thấy vị trí hoàn hảo. Nó cẩn thận đẻ tới 350 quả trứng. Mặc dù không sống được đến khi những quả trứng này nở ra, nó đã cố gắng hết sức để đảm bảo sự sống sót của chúng. Nhiệm vụ của nó đã hoàn thành. Tất cả điều này xảy ra gần nơi từng là một khu khai thác mỏ rộng lớn. Là bằng chứng cho thấy ở xứ Wales, bạn không bao giờ ở cách quá xa động vật hoang dã. Tháng 6 này, một đợt hạn hán xảy ra. Mặt đất bị nung nóng và khô cứng. Và đối với một số loài vật, thì đây là một vấn đề. May mắn thay, động vật hoang dã ở đây trong khu vườn ngoại ô này đang nhận được sự giúp đỡ. Một bữa tiệc gồm thức ăn cho chó với món bánh mì. Nhưng những vị khách cho bữa tiệc tối này không xuất hiện trước khi màn đêm buông xuống. Một con lừng. Giun đất là thức ăn chính của loài lừng. Nhưng giờ mặt đất quá khô nên rất khó đào giun. Chúng tranh giành thức ăn miễn phí này.
Con cáo này rất muốn tranh phần, nhưng nó không dám thách thức một con lừng. Bạn nghĩ rằng gia đình sẽ được chào đón? Nhưng những kẻ hung bạo này không muốn chia sẻ thức ăn. Con vật nhỏ lại phải ra đi. Loài lừng thường không giành giật thức ăn, nhưng khi chúng đói, các quy tắc thông thường không còn được áp dụng. Con vật nhỏ lại phải ra đi. Nhưng chưa hẳn đã mất hết. Nó tìm thấy món bánh mì. Trên khắp xứ Wales, thời tiết nắng khô vẫn tiếp diễn. Tháng 6 này đang trở nên nóng kỷ lục. Những đợt nắng nóng sớm thúc đẩy mọi người đến bờ biển để giải nhiệt. Nhưng không chỉ có con người tìm cách thoát khỏi nắng nóng. Cái ao này nằm trong một khu vườn ngoại ô hoang dã ở bờ biển phía nam đã trở thành nơi ẩn giấu cho lũ ếch. Với vùng đất xung quanh quá khô, những cái ao như thế này là nơi lánh nạn. Gần đó, một con vật rất khác lạ đang hấp thụ những tia nắng buổi chiều muộn. Một con rắn cỏ cái. Đã lâu nó không được uống nước. Nó rất khát. Nó hướng tới nơi có nước. Cái ao thậm chí có thể là một cứu cánh sau khi nó ở quá lâu dưới ánh mặt trời nóng bức. Nó uống, bơm nước vào bằng các cơn co thắt cơ bắp ở miệng và cổ họng. Nhưng bây giờ, nó cần thêm một cái gì đó. Thức ăn. Thời gian săn bắt. Con mồi yêu thích của nó là ếch. Cái ao này có nhiều ếch sinh sống, vì vậy nó dễ dàng bắt được một con. Rất nhiều ánh mắt đang theo dõi, leo lên mà không bị phát hiện là điều gần như không thể. Nó không gặp may. Nó là loài máu lạnh, và khi cơ thể mất nhiệt, nó hoạt động ít hơn. Nó sử dụng hết nguồn năng lượng của mình, và khi mặt trời xuống thấp, nó cũng sắp hết thời gian. Nó cần phải nhanh chóng đi săn. Nhưng ếch rất cảnh giác.
Đây là cơ hội cuối cùng của nó. Nhưng trong những ngày tới, trời sẽ nóng hơn và cái ao sẽ nhỏ hơn. Hoàn cảnh sẽ sớm có lợi cho nó. Trong vài tuần qua, các loài động vật xứ quên đã vượt qua thời gian thử thách. Chúng cung cấp thức ăn cho con non, bảo vệ gia đình mình và cho thế hệ tiếp theo một cơ hội sinh tồn. Nhưng bây giờ mùa hè đang ở đây. Và đây là khi mọi thứ thực sự bắt đầu nóng lên.